cơ thể con người có khả năng tự chữa lành các tổn thương một cách kỳ diệu. Từ thời xa xưa khi chưa có thuốc, con người vẫn luôn phải đối diện với các tác nhân như thương vong hay dịch bệnh. Với khả năng tự phục hồi, cơ thể đã huy động các cơ chế tự chữa lành mà không cần dùng thuốc. Cơ chế tự chữa lành của cơ thể sẽ tự động kích hoạt khi nó được cung cấp đủ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng đầy đủ giúp tạo nguồn năng lượng duy trì sự sống, hoạt động và sự tăng trưởng cho cơ thể, qua đó góp phần phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh. Ông tổ ngành y Hippocrates cũng đã nói, hãy để thức ăn làm thuốc và hãy để thuốc làm thức ăn. Bằng việc ứng dụng cơ chế này, các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra 8 nguyên tắc dinh dưỡng trong việc lựa chọn thực phẩm như sau. 1. Thực vật. Chế độ ăn dựa trên thực vật có xu hướng giàu các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin, khoáng chất, chất xơ. Chất lượng dinh dưỡng trong thực vật cũng tốt hơn trong động vật. Vì vậy, nên ưu tiên ăn thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, giảm lượng đồ ăn từ động vật như bò, heo, gà, trứng, sữa. 2. Toàn phần. Với sự phong phú của các chất dinh dưỡng và hợp chất có lợi, thực phẩm toàn phần có thể giúp chống viêm, giảm lượng đường trong máu, cholesterol, huyết áp và bảo vệ chống lại một số bệnh mãn tính. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích ăn thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt, hoa quả nguyên trái thay vì các sản phẩm tinh chế. Ví dụ, ăn gạo nguyên cám tốt hơn gạo trắng, bánh mì trắng, bánh quy, phở, bún, miến. Ăn cam nguyên trái tốt hơn là vắt nước cam để uống. 3. Tươi sống. Thực phẩm tươi sống chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa, các dưỡng chất thực vật phytonutrients có vai trò lớn trong việc ngăn ngừa bệnh tật. Khi để lâu ngoài môi trường hoặc chế biến với nhiệt độ từ 70 độ C trở lên, các dưỡng chất này bị biến đổi và không còn tác dụng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là các thực phẩm tinh chế sẵn, đồ ăn đóng hộp, đồ ăn nhanh cần hạn chế tối đa. 4. Đa dạng. Ăn các nhóm chất đủ 5 màu sắc, trắng, vàng, đỏ, tím, xanh lá. Mỗi loại màu sắc khác nhau lại chứa những dưỡng chất thực vật có vai trò khác nhau đối với cơ thể. Thực vật màu trắng tốt cho xương khớp, thực vật màu vàng tốt cho mắt, thực vật màu đỏ tốt cho tim mạch, thực vật màu tím tốt cho não bộ, thực vật màu xanh tốt cho tế bào. 5. Ít dầu mỡ, mặn, ngọt. Sử dụng nhiều dầu mỡ, muối, đường có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa, gây ra các bệnh huyết áp, tim mạch, tiểu đường, các bệnh mãn tính. Vậy nên, chúng ta cần hạn chế các thực phẩm này trong khẩu phần ăn hàng ngày. 6. Ít rượu bia, chất kích thích. Lạm dụng bia rượu, chất kích thích sẽ gây ảnh hưởng tới não bộ, tim mạch, gây hại tới dạ dày, gan. Ngoài ra, chúng còn làm tổn thương tuyến tụy, gây tiểu đường, gút, ung thư. 7. Cân bằng âm dương. Một chế độ ăn uống cân bằng giữa thực phẩm âm và dương sẽ duy trì sự hài hòa trong cơ thể. Thực phẩm âm có tính lạnh làm mát cơ thể, thực phẩm dương có tính nóng làm ấm cơ thể. Chế độ ăn uống không cân bằng giữa thực phẩm lạnh và thực phẩm nóng sẽ sinh ra các biến chứng về sức khỏe. Chúng ta có thể duy trì sự cân bằng âm dương ngũ hành bằng cách ăn đầy đủ, cân bằng 5 màu sắc trắng, vàng, đỏ, tím, xanh lá. 8. Lắng nghe cơ thể. Đây là điều vô cùng quan trọng. Không ai có thể hiểu cơ thể mình bằng chính bản thân mình. Lắng nghe cơ thể, theo dõi sức khỏe hàng ngày sẽ giúp chúng ta điều chỉnh việc ăn uống tăng giảm sao cho phù hợp, cân bằng. Như vậy, tổng kết lại 8 nguyên tắc dinh dưỡng, chúng ta có thực vật, toàn phần, tươi sống, đa dạng, ít dầu mỡ, mặn, ngọt, ít rượu bia, chất kích thích, cân bằng âm dương, lắng nghe cơ thể. Vận dụng tốt 8 nguyên tắc này chính là chìa khóa mở ra cuộc sống khỏe mạnh, không bệnh tật. Khỏe thì khoe, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Để ủng hộ kênh, hãy bấm đăng ký và bật chuông thông báo cho các video tiếp theo.